Dạ em gửi ạ. Ok. À đúng rồi, nhớ là 15 giờ chiều nay á, Gia Hoa lắp đặt cho chị luôn ha. Dạ, chị yên tâm, bên em luôn đúng giờ. Cứ lại trước khi qua bên chị, bên em sẽ gọi điện xác nhận ạ. Ok ok. Ơ Quang, chị xài hai số điện thoại mà giờ chị không nhớ là chị đăng ký số nào làm sao? Số của chị là 0902 020201. Trời ơi, nhớ luôn hả? Dạ nhớ chứ, chị là khách quen bên em mà. Tại vậy còn là khách VIP nữa chứ. Đây, phải số của chị không? Ờ đúng rồi đó. Mệt quá, thôi chị về nha, bye bye. Bye bye chị. 10 minutes later. Ê, hình như là chị đồng của chống cháy bằng thép mà phải không? Dạ đúng rồi, bị chống cháy bằng thép mà có than thoát hiểm nữa. Ờ, chị thôi, chị cảm ơn nha, chị về nha, bye bye. Còn khoan, chị quên nữa, chị thanh toán chưa? Thanh toán rồi. Cái thẻ gì đâu? Quên đưa cho chị rồi. Cái này hồi nãy tôi đặt có cái than thoát hiểm không? Ê, chị để quên trái tim rồi đúng không? Bỏ nha. Thôi về nha, bye bye. Bye bye. Mến em. Dạ. Khách hàng chưa hỏi mà tại sao em trả lời? Ủa sếp? Sếp hay quên hả? Sếp hay xài mấy cái chiêu này để thử chỉ nhớ nhân viên mà. Mày yên tâm, người nhân viên chuyên nghiệp như em là em cần tất mà sếp hay thuê người diễn đi diễn lại tháng 3 lần mà đúng không? Anh có thể à? Em dám nghi ngờ khách hàng đúng không? Em viết phải kinh điểm cho tôi. Dạ, em xin lỗi sếp. Em... Thôi, viết ngay.